Rồi, xin chào các bạn nhé thì hôm nay mình sẽ cùng nhau chia xe nhé các bạn ừ, xem thử bây giờ hiện tại thì mình đang có xe gì nha wow một chiếc máy bay được thân này nha các bạn ừ. wow một con tôm một con tôm hùm này các bạn ơi đó tôm hùm wow trên một con tôm có một chiếc xe bản số xe số 33 nữa này các bạn ơi đó rồi tiếp tục wow đây có một chiếc sống này các bạn ừ, sống này wow một chiếc xe điều khiển này còn binh nhau nha các bạn Wow, một chiếc xe điều khiển vẫn còn pin nha các bạn. Đó. À, Rồi, <laughs> à, mình sẽ test đi Rồi, à, một cái súng này các bạn. Wow, cái súng này chắc để cho siêu nhân này <laughs> nhà nhiệm vụ à, canh giữ này các bạn. Wow, lại có một con siêu nhân nữa này các bạn. Wow, siêu nhân này hình khá là ngầu luôn nè các bạn. Ừ, uhm, oh, xe mốt này các bạn. Wow. <laughs> à, mình đang có một chiếc xe múc đất hình này, con rồng này các bạn ơi wow quá dữ luôn Ừ, uhm, xem thứ này những gì wow lại là có một con gấu trúc nữa các bạn à, rồi cho lên xe để lái xe xe điều khiển đây đi luôn nha wow một chiếc xe trộn bê tông này các bạn ừ, đây mình có xe trộn bê tông ừ, dưới đây là một chiếc uh, xe mô tô nha các bạn Đó, khá là dữ luôn à, xem thử còn xe nào nữa không nha <laughs> wow đây ừ, đây là một chiếc xe bán tải nha các bạn ừ, wow bản số xe số 67 xem thử xe có hoạt động nha Wow, khá dữ luôn, tốt luôn bạn. Xe này hoạt động khá tốt. À, tiếp tục đây mình có một chiếc xe xe cẩu này các bạn, wow, xe cẩu, uhm. oh, là rồi. À, tiếp tục xe đây là một chiếc xe gì đây? Wow, <laughs> một chiếc uh, xe mô tô này các bạn, uhm, xe mô tô có bốn bánh luôn, wow, khá dữ luôn. Uhm, xe này khá mạnh ôi chiếc máy bay được thanh nè các bạn Wow, máy bay được thanh này hoàng nha Một chiếc uh, xe 4 chỗ nha các bạn uhm, trộn, Chiếc xe 4 chỗ luôn nè wow. <laughs> Tự động chạy luôn nè các bạn Ừ. Thôi, tiếp tục Thôi, tiếp tục xe đây là một chiếc xe Lại một chiếc xe 4 chỗ nha các bạn Xe đây xe cũ nè các bạn Wow, đây mình sẽ có một chiếc xe uh, chiếc xe bốn chỗ xe đua luôn bạn ừ, chỗ đây wow xe buýt quá dữ luôn ừ, một chiếc xe buýt chở học sinh đi nè thôi tiếp tục mình sẽ có xe gì đây wow chiếc này là một chiếc xe để chở xe à, bạn chuyển xe máy đào đi đường xa này các bạn ơi ừ, xe đây là một chiếc xe trộn bê tông mini nhỏ nên bí ơi đây đồ wow. các bạn đây là một chiếc xe bảy chỗ hình caro khá là mạnh luôn nha bản số xe số 9 nha các bạn. Ừ. Rồi ok mình sẽ bỏ đây. Rồi tiếp tục. Wow. <laughs> đây mình có xe bản số xe bột xe số 1. Ừ. Ok, wow, lại là một chiếc xe bán tải. Rồi mình sẽ xếp hàng đi đây nha các bạn. Wow, ừ. bản xe C18 xe cho xếp hàng đi trước luôn. Họ các bạn thấy xe chưa? Nguyên một xe xếp hàng dài luôn nha các bạn. Ừ. Rồi hai bây giờ mình sẽ test thêm thử xe chạy nhanh chậm nha các bạn wow đây hà mình có một chỗ xe luôn hmm, xe mô tô nè wow, xe bán tải xếp hình vô wow quyền giải xe này các bạn thôi hmm. mình sẽ bắt đầu đi từng xe nha các bạn thôi mình sẽ xem thử wow xe trụng bê tông cái trộn bê tông đâu mất tiêu rồi à, đã bị thất lạc cái trụng bê tông rồi à, hình nhân cho siêu nhân lên đây đứng Rồi đây đây siêu nhân này ừ. Thôi xem thử xe này wow vẫn còn bánh đà nha các bạn à, lên tốc độ ừ. Hoài, này, 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 này. Wow <laughs> ừ, Xe tròn bê tông tới đó đứng luôn này nha các bạn Rồi giờ mình sẽ có xe gì đây ừ, Mình sẽ đi à, Mình sẽ đi bán tải đi nha các bạn <laughs> đây đây là một chiếc xe bán tải bạn số xe số 43 nha các bạn đây các bạn wow 43 nha các bạn xem thử xe này có tốc chạy tốc độ lên vẫn đầu những chiếc xe khác không nha oh, ok wow wow <laughs> tổng trống chiếc xe buýt luôn các bạn ơi uhm, một chiếc xe bán tải trong trống chiếc xe buýt ơi <laughs> tiếp tục uhm, wow đây mình có một chiếc xe cũ này các bạn ơi đó các bạn thấy chưa một chiếc xe cổ bản số xe số 24 này các bạn. Ừm, đại một con xi một. Wow, quá dữ luôn. Em đứng. Wow, quan tâm. Lại trong tướng một chiếc xe bằng số xi 43 lúc nãy Nhưng các bạn. Đồng túng bên kia xe đường trước Về đi luôn này. Đó. máy bay được thay này. Tật 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 tật. Tật 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 tật. Wow, mình sẽ chạy Simoto thử xem sao nha. mình sẽ chơi một chiếc xe ờ đây đây một chiếc xe lại một chiếc xe bán tải các bạn nhưng mà xe bán tải này là xe bán tải bản số xe số 28 nha khác xe bán tải lúc trước nha các bạn ừ. rồi bản xe số 28 mươi em thử xe này chạy tốc độ mạnh không ừ. wow khá là mạnh luôn bạn bay xuống dưới luôn các bạn quá dữ xe này khá dữ luôn nè các bạn Uhm, tiếp tục wow đây mình có một chiếc xe chữa cháy này các bạn ơi wow nhiều xe quá wow wow để mình chơi chiếc xe xe đua màu xanh này các bạn đó xe này xe đua màu xanh nha các bạn xe rồi uhm. wow xe này yếu quá các bạn ơi wow 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 wow, wow tông trúng một chiếc xe trùn bê tông luôn các bạn <laughs> quá dữ Ừ. Uhm. Rồi tiếp tục Mình sẽ đi chơi một chiếc xe đây một chiếc xe bé đây nha các bạn wow xe đây là xe miệt vàng này các bạn ơi wow xe đây cũng là gồ, gọi là xe bích này các bạn uhm, khá dữ luôn wow khá tốt xe này chạy khá dữ luôn uhm, mình sẽ chạy thử thêm wow <laughs> tông trúng chiếc xe đua hôm mè xanh hình <laughs> lá chuối luôn nha các bạn uhm, khá dữ rồi à, các bạn thấy chưa wow con tôm dẫn đầu con tôm đuôi luôn tôm này các bạn uhm ôm khá là bự luôn. Đó, tiếp đến mình sẽ chơi một chiếc xe bọt đây nha các bạn. bản bản bọt đây. Ừ, wow, quá dữ luôn. Rồi. Wow, chiếc bản sport đây. Đây mình sẽ chơi một chiếc xe. Đây mình sẽ chơi hai chiếc xe đây. Ừ, đây là có một chiếc xe số bán tải này các bạn. Ừ. Wow. <laughs> tông trúng chiếc xe trong <laughs> tông trúng chiếc xe màu vàng luôn các bạn à, bản số xe một số chi nữa các bạn xe, bãi wow tông trúng một chiếc máy bay trực thăng mày vàng à, đây đây là wow mình có hai chiếc xe bãi chỗ này các bạn à, xem thử chiếc xe bãi chủ này nha à, mạnh không nha wow khá mạnh luôn các bạn wow, bạn thấy chưa? nguyên dàn xe của mình này các bạn ơi, uhm, xe mốt nè, xe trộn bê tông này nha, xe cẩn cẩu nè, máy bay trực thăng nè, wow, xe <laughs> buýt nữa này các bạn, nó mình có xe biết đây, uhm, xe đây, xe trộn bê tông nè, xe bảy chỗ nè, đủ các loại xe luôn nha các bạn, uhm, quá dữ luôn, wow, trong này mình có một chiếc máy bay trực thăng bó pin này các bạn ơi, oh, cái đây chưa có pin pin đâu mất tiêu rồi, à, chưa có pin, để tới nữa mình xem, mình sẽ bỏ pin cho bạn xem nha. Rồi ok À, xin chào các bạn nha thì xem thử hôm nay mình chơi thì có những chiếc xe gì nha các bạn à, các bạn ừ, uhm, đây mình sẽ có xe gì đây rồi trống cái 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 rồi bây giờ mình wow mình sẽ lấy một chiếc xe đây 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 là một chiếc xe 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 kéo của mình nha xe cần cẩu nha các bạn Ồ, Quá quả dữ luôn một chiếc xe cần cẩu thôi xem bây giờ mình sẽ cách sử dụng của nó nha xe cần cẩu này nó có những chế độ này ừ, đây chỗ đây là bỏ binh này các bạn ơi nó đây là bỏ binh nha các bạn ừ, xem thử wow xe cẩu đang cẩu này các bạn ừ, đây là nút bơm này các bạn ơi bơm hơi lên bơm cẩu lên ừ, mình nhắn lên đó ừ. wow quá tuyệt vời luôn à, bên nút bên này đây nữa rồi wow toàn cảo từ hạ luôn này các bạn wow quá tuyệt vời <laughs> rồi ngân ơi ừ, đây mình sẽ bơm bên đây lên rồi, bơm lên đây lên và cái đây nút như nút này là nút hạ cần cảo xuống này các bạn đó Oh, quá mạnh luôn rồi một chiếc xe càng cẩu ừ, quá tuyệt quá mình sẽ bây giờ mình sẽ cẩu thử một chiếc xe đây à, <laughs> mình sẽ cẩu một con tôm nha các bạn đây ừ, một con tôm khá dữ luôn rồi mình sẽ đưa cẩu ra nè các bạn ừ, đưa cẩu ra đó ơi mình sẽ cẩu một con tôm nha các bạn Tôm thôi xem thử con tôm này có lên luôn không nha ừ, Mình sẽ bơm này Rồi bắt đầu mình sẽ bơm nha ừ, Rồi Nhắn lên Lên tốc độ ừ, Đang cáo con tôm lên các bạn Wow Cáo được con tôm luôn các bạn ơi Cái cậu này khá dữ rồi Wow ừ, Khá mạnh luôn các bạn ừ, wow. Rồi con tôm đã lên Rồi bắt đầu hạ từ từ này các bạn ừ, rồi cái đây là nút hạ này các bạn ơi à, nút ra nút hạ nha à, Mình đang bơm xuống đó wow wow quá tuyệt vời luôn chiếc xe cẩu khá là đỉnh rồi, rồi cho xe cẩu đi luôn nha khá tốt rồi tiếp đến wow mình có chiếc xe gì đây chiếc xe điều khiển này các bạn ơi À, xe đây là một chiếc xe điều khiển nha ừ, mình xem thử xe điều khiển này còn pin không bạn wow vẫn còn pin nè bạn ơi sáng này bây ừ, giờ mình sẽ kiếm một cái remote để em để điều khiển nó nha tí mình sẽ điều khiển cho các bạn xem nha rồi để bên đây ừ, wow đây có một con tô con ừ, tô đang bọc quá trời giả vô luôn à, một chiếc xe chở cát này các bạn Ừ, chỉ cá chở một uh, chiếc uh, điện thoại <laughs> xe điện thoại lên luôn không các bạn ừ, thấy chưa à, chở một chiếc điện thoại rồi thế xe xe này chạy được rồi nha khá ừ, à, tốt các bạn ơi wow. <laughs> ừ, mình có một anh siêu nhân này các bạn wow anh siêu nhân khá ngầu luôn siêu nhân người diện khá ngầu luôn này các bạn ừ, cơ bắp cuồn cuộn luôn ừ, cho đứng một uh, cho đứng ngang chỗ một chiếc xe điều khiển nha wow có những tô tôm này nữa Ừ, rồi xem thử cái súng này có xài được không này các bạn ừ, wow một cái súng đồ chơi wow lên đạn wow <laughs> vẫn còn xài tốt nha các bạn một ừ, cái súng này xài ok lắm rồi mình sẽ test thử thêm sao ừ, oh, tuyệt vời rồi để đây <laughs> đưa cho siêu nhân bảo vệ xe nha các bạn ừ, cho siêu nhân giữ bảo vệ xe luôn rồi tiếp tục Wow, đây mình có xe một chiếc xe điều khiển này các bạn ơi. Đó, bạn thấy chưa? Hmm, Xe điều khiển mới đây, bên đây mình có một chiếc xe tụng bê tông. Đây là một chiếc xe tụng bê tông khá là tốt. Wow, chỗ đây luôn. Wow, đây đây chiếc xe gì các bạn? Xe đây xe khẩu người bị mất cái căn cẩu này, xe đây xe là à, chữa xe xe mốc đi này các bạn ơi. Hmm. Rồi, test thế nào. Wow. <laughs> Quản chạy tốt các bạn. Quá đã luôn. Wow. <laughs> oh. lại là một chiếc xe trộn bê tông. Nhưng mà chiếc xe trộn bê tông này có bánh đà này các bạn. Uhm, chạy được luôn nha. Ừ, xe trộn bê tông này thế, xem thử coi. Uhm. Wow, quá dữ luôn. Ừ. Uhm. chiếc xe trộn bê tông khá là hợp lý luôn. rồi tiếp tục <laughs> đây wow mình có một chiếc xe 911 này các bạn ơi à, wow xe đây là xe bãi chỗ nha các bạn bây à, giờ mình sẽ test thử xem nữa chiếc xe này quá wow, tuyệt vời sẽ à, chạy khá tốt đó các bạn ơi à, trong đây mình sẽ chọn xe nào nữa đây ta đây à. mình sẽ chọn một chiếc xe à, Wow, xe đây là xe chở động vật nè bạn ơi ừ, Xe chở động vật nè nha à, Một xe, một con hộ, con báo nè các bạn Đó, con đây là một con khỉ nè Với là một con voi nha các bạn ừ, Rồi ừ, Wow, chạy khá tốt đấy ừ, thì mình test xem sao ừ, Wow <laughs> Chạy luôn đường các bạn ừ, Tới đó dừng luôn rồi ừ, Tiếp tục đây mình đóng xe đua này các bạn wow một chiếc xe đua xe đây xe đua đường bèn này các bạn ơi khá dữ luôn rồi tiếp tục mình sẽ chọn một chiếc xe nào nữa đây rồi mình chọn xe bản số xe số 47 đây các bạn nhiều xe quá wow đây có máy bay được thăng này các bạn rồi rồi mình chọn xe bản số xe số 47 này xem thử xe này chạy tốt không nha Wow, sẽ chạy khá tốt đó các bạn ạ. À. Rồi, tiếp tục. Đây mình có xe gì đây? Wow, oh, wow là một anh khổng leo À, một khổng long khổng lồ này các bạn ơi. Wow, khổng lồ này có bánh xe luôn nha các bạn. Đi được tốt hết. không khổng của có bánh xe, xem thử ghê. Wow, chạy tốt luôn. <laughs> Quá dữ. Rồi, tiếp tục à đây à, là một chiếc lại là một chiếc máy bay trực thăng này các bạn ơi một chiếc máy bay trực thăng bí khá là dễ thương luôn ừ. vẫn có bánh luôn này các bạn nó à, quá tuyệt vời à, wow wow à, mình chạy tốc độ thêm sao wow, chạy nhanh ghê các bạn <laughs> ừ. chạy lại nha các bạn nhanh quá wow nhanh quá không 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 kiềm chế được <laughs> rồi tiếp tục ừ, uhm, đây uhm. À, mình có một chiếc uh, xe xe bít các bạn uhm, xe đây xe bít nha các bạn à, bạn số xe số 23 này các bạn ơi sẽ uhm, xe bít đây xe bít chữa hẹp sinh đi hẹp nha các bạn rồi bây giờ mình sẽ chạy thử xem thử xe bít này chạy ngon nha bao wow, tâm trúng xe tăng luôn bạn ơi wow, tâm trúng chiếc xe mô bên kia nữa luôn uhm, quá dữ rồi xe bít này quá dữ rồi, tiếp tục mình sẽ xem thử hmm, Wow, có một chiếc cano này các bạn hmm, Một chiếc cano nhưng mà lại có bánh xe chạy được trên bờ này Vừa chạy dưới nước chạy, vừa chạy trên bờ luôn nha hmm, Bây giờ mình sẽ cho chạy trên bờ trước Rồi, xem Wow, wow, quá dữ hmm, hmm, <laughs> Một chiếc cano Wow, tâm trống xe si tên đã đứng đó luôn rồi các bạn ơi <laughs> rồi các bạn nhắn clip để mà mình ra nhiều nhắn đăng ký clip để mình để ra nhiều video nha ra nhiều video mình sẽ chơi toàn bộ xe và mình sẽ mua có xe mới rồi chào tạm biệt các bạn nha